đường rất là dài luôn.
một rải dưới xe rất là lớn luôn, không còn chỗ gửi luôn nguyên đoạn đường luôn quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh Trang Lang Thang, rất vui được gặp lại quý vị tại một cái lễ hội rất lớn, và có thể nói lễ hội này có thể xem là lớn nhất miền Tây, là đại lễ ngày 18 tháng 5. Thì Trang đang có mặt ở Lồng Xây nè, giao nhau giữa con đường Chu Văn An. Nơi đây đang diễn ra là một lễ hội Phật giáo hoàn hảo, ngày 18 tháng 5, ngày Đức Thầy Quỳnh Giáo Chủ khai sáng ra đọc đạo Phật giáo hảo. Thì thời điểm Trang đang đứng bây giờ là 6:51 quý vị. Nơi đây bà con đến rất là nhộn nhịp và tất cả các góc đường luôn, bà con dự về để mà chuẩn bị cho cái lễ diễu hành xe hoa vào tối 17. Thì ngày 17 là ngày đông nhất. Đây là một con đường, bên đây cũng là một con đường và thanh thản luôn, bà con từ các đồng đạo nè, du khách các nơi trở về. Đây Trang đi qua một cái nhánh đường bên đây quý vị coi. Đây hướng về tổ đình quý vị. Mọi ngõ ngách đều rất là đông. Nguyên một cái đoạn đường rất là dài luôn, nhưng mà do bà con rất là đông nên là Trang cũng đi theo luồng người dân nè. Bây giờ gần tới được An Hòa Tự rồi, Trang sẽ bắt đầu ghi hình cho quý vị xem nha. Phía bên ngoài bà con mua bán rất là nhộn nhịp. Chào mừng quý khách và đồng đạo ngày đại lễ 18 tháng 5. Ở đây sẽ có hai cổng chính để vào cái gì, Đông Môn và Tây Môn. Rồi cho tiện. Rồi được có hai người rồi mà nó tiêu rồi. Tôi biết. Đây mình sẽ đi vào trong cổng. Đây nguyên một cái đoạn đường rất là dài nè quý vị. Bà con bán đồ. Những gian hàng rong của bà con người dân An Giang. Phía trước mặt quý vị là cổng Đông Môn. Không khí buổi tối gì nè. Cái cổng vào đông cứng hết rồi bây giờ. Trời mưa tới giờ nè. Đây là cái cổng đi vào. Quá đông. Trời ơi, trời ơi, dài rồi không biết nữa. Nó đến. Bán thấy vậy ổn không?
bây giờ đi đông đi tây đã còn mở được cái trường trở lại là bán được thăm ổn lại được mấy thằng bà đó khách gì anh đó còn nhiều khi là có người chắc chắn quá đông quý vị bà con ăn tiến vào bên trong Tây Môn đây là phía bên trong Phật giáo Hòa Hảo An Hòa Tự chùa nè quý vị buổi tối tối 17 đây sẽ là cái khu nghe giảng cái gì rất là nhiều bà con đang nghe giảng cái gì phía trên là sân khấu giảng những cái con rồng buổi tối lắp ráp gì mỗi một lễ vật như vậy đều có ý nghĩa riêng. Làm rất là kỳ công quý vị. Thầy nói vậy mà đức thầy có ra đi hay không? Và thầy đã ra đi vì một cái lý do gì? Tại sao mới dạy đạo tức rồi chưa có hiểu đạo trong suốt mà thầy lại lại rời khỏi cái làng hoàng hảo rồi khỏi tín đồ? Bên đây không khí này sẽ là nơi nghe giảng thôi quý vị. Kính mừng đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 83 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ngày 18 tháng 5 kỷ mão, ngày 18 tháng 5 nhâm dần. Nhiều tiền kiếp trước rồi. Trở lại với cõi đời này không phải để học đạo để tu tiến nữa mà trở lại với cõi đời này tìm kiếm chính đệ của một chữ Phật. Không cần phải học nữa. Mà đã thông suốt rồi. Phía trước mặt quý vị là một đoàn
mỗi một xã và sẽ có ban trị sự và có những cái chương trình tiết mục biểu diễn riêng. Hết luôn sẽ có 25 chiếc xe diễu hành quý vị. Rất là lâu rồi không thấy lễ hội mới nhộn nhịp như vậy quý vị. Do 2 năm rồi dịch bệnh. Biểu diễn là những cái lễ cũng mong cho cuộc sống của bà con yên vui thái bình. Tiết mục vừa rồi thể hiện sự trong cái câu chuyện Hai Bà Trưng quý vị. Chắc là chân nhị ngồi trên voi kìa. Trang xin tóm tắt sơ lược đôi nét về Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ, hay tên gọi là Huỳnh Phú Sổ. Huỳnh Phú Sổ sinh ngày 15 tháng 1 năm 1920, nhằm ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Con của ông Hương Cả, người đứng đầu trong làng, Huỳnh Công Bộ và bà Lê Thị Nhậm. Hồi nhỏ ông thông minh, học hết bằng sơ học yếu lược Pháp Việt, nhưng hai vị đau ốm nên đành bỏ dở việc học. Trong một lần lên núi Sam thuộc Bảy Núi, An Giang, tiếp xúc với phái Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, Huỳnh Phú Sổ giỏi trị bệnh và luyện chí tu hành. Năm 1937, ông về làng chữa bệnh cho dân và viết Sám Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm năm 1939. Từ thuở bé, Huỳnh Phú Sổ đã có căn tính của một người tu hành. Ông không thích đàn địch, ca hát, cười giỡn như các bạn cùng trang lứa. Lúc nào ông cũng trầm tư, tĩnh mặc, thích ở nơi thanh vắng, yên tĩnh. Ông lại hổ thẹn và phản đối ngay khi nghe song thân bàn chuyện kiếm người bạn đời cho ông. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, tức là ngày 4 tháng 7 năm 1939, Huỳnh Phú Sổ tuyên bố khai lập đạo Phật giáo Hòa Hảo. Khi ấy ông chỉ mới 19 tuổi. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão là ngày 4 tháng 7 năm 1939, Huỳnh Phú Sổ đứng ra cử hành lễ đền Linh Khú Sơn Trung Thọ Mạng khai đạo, lấy tên là Phật giáo Hòa Hảo. Đó là quê hương của ông, vừa có ý nghĩa hiếu hòa và gia hảo, lại mang một cái hàm nghĩa là đạo Phật ở làng Hòa Hảo. Từ đó ông đi chữa bệnh, tiên tri, thuyết pháp và sáng tác thơ văn kệ giảng. Văn chương của ông bình dân nên dễ đi vào lòng người. Chỉ một thời gian ngắn, số tín đồ và ảnh hưởng của ông càng ngày càng gia tăng và trở thành một phong trào tín ngưỡng mạnh mẽ, khiến thực dân Pháp lo ngại. Ngày 18 tháng 8 năm 1940, thực dân Pháp đưa Huỳnh Phú Sổ đi quản thúc tại Sa Đéc. Ngày 23 tháng 5 năm 40, thực dân Pháp chuyển ông sang quản thúc ở làng Nhân Nghĩa, tỉnh Cần Thơ. Nhưng cả hai nơi này đều được đông đảo quần chúng đến xin nghe thuyết pháp và quy y Phật giáo Hòa Hảo. Vì vậy, ngày 28 tháng 7 năm 40, nhà cầm quyền Pháp đưa Huỳnh Phú Sổ vào bệnh viện Cần Thơ và sau đó chuyển lên nhà thương điên Chợ Quán tại Sài Gòn. Tháng 6 năm 41, Huỳnh Phú Sổ bị đưa đi quản thúc ở Bạc Liêu. Tại đây, ông không được phép trị bệnh và thuyết pháp. Tháng 10 năm 1942, trước tin tức của người Pháp sẽ đưa Huỳnh Phú Sổ đi đài ở Ai Lao, có nghĩa là Lào, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo biến Hiến Minh Nhật đã giải cứu ông và đem về. Đạo Phật giáo Hòa Hảo được khai sáng trên nền tảng đạo Bửu Sơn Kỳ Hương của ông Đoàn Minh Huyên và lấy pháp tu Tịnh Độ Tông làm căn bản tu hành. Đạo Phật giáo Hòa Hảo với giáo pháp là học Phật, tu nhân, tại gia cư sĩ, thực hiện tứ ân,
ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Là một tôn giáo cách tân có xu hướng nhập thế, đạo rất coi trọng hoạt động từ thiện xã hội. Vì vậy, trong hiến chương của Hội Phật giáo Hòa Hảo đã xác định đường hướng hành đạo là vì đạo pháp, vì dân tộc. Tôn chỉ hành đạo là học Phật, tu nhân tại gia cư sĩ, giáo huấn tín đồ về tứ ân, thực hiện 8 điều răn cấm, cứu giúp người nguy khó, tư ân trợ trong quan, tôn hôn tang tế và hoạt động từ thiện hữu ích cho xã hội. Đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tuyệt đại bộ phận là nông dân lao động sinh sống ở các tỉnh thành phố phía Nam. Hiện nay tín đồ đã có mặt ở 24 tỉnh thành phố, nhưng tập trung đông tại các tỉnh thành phố Tây Nam Bộ. Các tỉnh khác tuy có nhưng số lượng vẫn ít. Theo thống kê của các tôn giáo khác, ban tôn giáo chính phủ, hiện nay Phật giáo Hòa Hảo có gần 1,3 triệu tín đồ. Về tổ chức, giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có tổ chức 2 cấp. Cấp toàn đạo có tên gọi là Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo. Cấp cơ sở phường, thị trấn, xã là Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo cơ sở. Đạo Phật giáo Hòa Hảo tích cực tham gia cùng các tổ chức đoàn thể, các hoạt động cứu trợ thiên tai, làm cầu đường, làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương với kinh phí đóng góp ủng hộ của tín đồ hàng tỷ đồng, hàng vạn ngày công nhân. Trong các hoạt động khác như tổ chức ngày lễ trọng đại hàng năm, lễ khai đạo ngày 18 tháng 5 năm âm lịch, lễ đản sinh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo ngày 25 tháng 5 âm lịch, hỗ trợ nhau trong quan hôn tang tế. Đạo Phật giáo Hòa Hảo thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Quyển Tư Giác Mê Tâm Kệ, đây là quyển thứ tư Đức Thầy đã viết vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão năm 1939 tại Hòa Hảo. 846 câu trên xin phép được đọc. Mời quý vị cùng lắng nghe. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Thương nhân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ. Sách thánh đạo ghi trong tam tự, người mới sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh, nên tập xấu che mờ thiện tánh. Thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Mặc tình đời dèm xỉm ghét ưa, rừng kinh kệ ít người hai chữ. Quá mắc mỏ bởi chân phạn ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bày đọc tụng ó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Dòm trước mắt thấy điều hồ mì, nên động tình bác ái dài răng. Réo những ai lợi dụng làm sằng, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có khác mây đen phủ bít, rồi dắt nhau đến chỗ dạy ngay. Lấy tinh thần hiệp vén ngút mây, trong bổn đạo tự thân phải xử. Xuống dương thế vào trong lê thứ, thấy bá gia gặp lúc não nùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tịnh ít người hiểu lý. Trong bá tánh muốn nơi cao quý, phải truy tầm huyền bí nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Tạo làm chi những trung với hiếu, ấy là người bổn phận phải trao. Khuyên dương trần đừng nệ cần lao, cũng ráng sửa ráng trao nền đạo. Tu đầu óc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyển. Các chư Phật từ đây lựa tuyển, coi ai là đức hạnh hiền từ. Lời sách xưa cận thủy tri ngư, cận sơn lãnh trần gian tri điểu. Trong tấm dạng nếu ai không hiểu, tầm kệ này ta chỉ nẻo đường. Quyết dạy trần nên nói lời thương, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Theo Phật giáo từ kim chí cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành. Mà ngày nay cứ mãi tranh giành, danh với lợi của tiền quyền tước. Gặp giống tốt hãy mau cày cấy,
ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ ít câu, cầu chúc cho đời, mong bá tánh vạn dân giải thoát. Hoài Hảo, ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939. Vì hành giáo pháp học Phật tu nhân, tại gia cư sĩ, lấy việc báo đáp tứ ân là căn bản tu hành. Tín đồ Phật giáo và ảo nguyện đồng hành cùng dân tộc, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa của dân tộc, phấn đấu vì sự cường thịnh của đất nước. Mừng mùa thu sáng tạo mùa 8 tháng 5, toàn thể tín đồ Phật giáo và ảo tháng 3, ngày nay vô sáng thống thầy, các ngũ tơ trong sạch và tai nạn thương thức, để làm sáng dân đạo, vạn dân thầy. Ban trụ sự các cấp và tín đồ Phật giáo hòa hảo, nguyện giữ gìn sự trong sáng của giáo lý vô thường, đoàn kết tha thứ. Dưới thì cho em đứng trên đi. Vừa rồi thì Trang đã chia sẻ đến với quý vị không khí của ngày
năm 2022 là buổi tối ngày 17 nha quý vị. Và Trang xin phép kết thúc clip này ở đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những dịp đại lễ tiếp theo. Chúc quý vị một đời bình an và những trái tim của Phật giáo. Hãy có dịp quý vị hãy về tham dự lễ hội nha.
đấy. Nhà trọ lấy đồ đi về quý vị ơi. À mấy cái nhỏ này có ai không? Có không? Không thiếu quà nào. Thiếu quà giám đốc bệnh viện. Bà con đi lễ 28 tháng 5 về hướng thì về chợ mới An Giang. Trên nguyên một cái đoạn đường này thì sẽ có rất là nhiều trạm cơm miễn phí quý vị. Hướng ở bên chợ mới nè. Vườn Đại Lễ 18 phải không? Rồi mời quý vị đi nha. Từ ở ngoài khu vực khác luôn chứ không có riêng gì mà phải đến được tới Phú Mỹ, Phú Tân cái gì. Các con đường bà con An Giang thì đa phần là Phật giáo hòa hảo. Ở đây là khu nhà sàn gần bờ sông. Điền Nga, chợ mới An Giang nha quý vị. Hai bên đường đều là thác nước suối miễn phí. Rất là nhiều chạy cơm mà không thể tính thằng số được. Bà con rất nhiệt tình. Dạ. Đoạn đường giờ đây quý vị chỉ lo chỗ ngủ thôi. Ăn uống là trên khắp các con đường. Rồi lỡ gì đánh thăm thôi quý vị. Đến bây giờ chân về là cỡ 8 giờ sáng hơn thì đoàn xe hoa diễu hành này. Một số bà con thì đi lúc 4 giờ ở diễu hành xe hoa lên Tân Châu, từ Bổ Đình đi lên Tân Châu. Xe thì đi từ An Hòa Tự đi qua Tổ Đình, rồi từ Tổ Đình thẳng chân dung Đức Thầy. Bây giờ bà con về thì có đi tới chiều, cho nghĩ chắc đoạn đường này kẹt xe nhiều lắm.